Ngày 1 tháng 3, trước tình hình dịch cúm AH5N1 đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, trong đó đã có trường hợp tử vong, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn, tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch. Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Đẩy mạnh giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp. Ngày 1 tháng 3, Công ty Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có văn bản gửi cơ quan chức năng hỗ trợ việc vận chuyển dầu diesel ra huyện Côn Đảo để phục vụ việc phát điện của nhà máy An Hội. Trước đó, ngày 28 tháng 2, Điện lực Côn Đảo có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo tình hình nhiên liệu diesel tại nhà máy điện An Hội. Theo văn bản này cho biết, tính đến 19 giờ cùng ngày, lượng dự trữ dầu diesel trong bồn chứa của nhà máy chỉ còn 58.000 lít và chỉ đủ cung cấp cho các tổ máy hoạt động đến 19 giờ ngày 1 tháng 3. Sau thời gian này, lượng dầu còn lại chỉ khoảng 33.000 lít, nhưng cũng không thể sử dụng do dầu nằm dưới đáy bồn và thấp hơn miệng ống thông từ bồn chính sang bồn dầu ngài. Theo Điện lực Côn Đảo, nếu không được tiếp dầu thì khả năng nhà máy điện An Hội sẽ bị ngưng hoạt động. Hiện nhà máy điện An Hội có 9 tổ máy với tổng công suất lắp đặt khoảng 11,8 MW và công suất phát điện tối đa chỉ khoảng 8 MW. Tuy nhiên hiện tại có 2 tổ máy đang bị hư hỏng và một số tổ máy đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, nên công suất phát ra càng ít hơn so với thực tế. Ngày 1 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng quyết định truy tố 32 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu liên tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa về tội trốn thuế. Các bị can cầm đầu cùng ngụ thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Mai Thị Dần, 57 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc, Nguyễn Đức Chuyên, 62 tuổi, chồng bà Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Dần, 37 tuổi, cháu bị can Chuyên. Theo cáo trạng, vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu cùng 73 đồng phạm về tội buôn lậu, nhận hối lộ trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu. Trong quá trình điều tra, công an phát hiện thêm Mai Thị Dần cung cấp nguồn xăng dầu cho các công ty. Theo đó, năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ nên đã rủ vợ chồng Nguyễn Đức Chuyên mua bán kiếm lời. Sau khi nhập xăng dầu lậu, vợ chồng Mai Thị Dần đã chỉ đạo kế toán của công ty xuất bán cho các đầu mối ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa với giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước, chiết khấu từ 200 đến 300 đồng một lít. Khi giao dịch, những người bán xăng dầu gửi Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn ra biển và đến khi trời tối, Dần cùng các thuyền trưởng, thuyền viên, lái tàu rời cảng Hà Lộc di chuyển ra Biển Đông theo tọa độ đã cài đặt sẵn, phát tín hiệu với tàu bán xăng bằng các chớp đèn pha, sau đó bơm xăng và trả tiền mặt. Sau khi giao dịch, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng, Chuyên chỉ đạo bơm vào kho. Lực lượng chức năng xác định từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng, hơn 2,1 triệu lít dầu và số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Đồng thời tạm giữ 4 tàu thủy gồm Hà Anh 1, Hà Anh 2, Hà Anh 5, Hà Anh 9 do công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu, tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Trong đó công an thu giữ khi khám xét hơn 1,2 tỷ đồng, bị can tự nguyện nộp hơn 21 tỷ đồng cùng các đồ vật liên quan trong vụ án. Ngày 1 tháng 3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thông báo sẽ tạm gián đoạn cấp nước một số khu vực để thực hiện thay van bơm chính số 1, số 2, kết hợp bảo trì bảo dưỡng các thiết bị tại nhà máy nước Thủ Đức và thay thế các thiết bị trên mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn liên tục phục vụ cho người dân thành phố. Trong thời gian nhà máy nước Thủ Đức thực hiện bảo trì bảo dưỡng sẽ dẫn đến tình trạng gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực mạng lưới thuộc địa bàn phục vụ của các công ty cổ phần cấp nước gồm Thủ Đức, Bến Thành, Gia Định, Phú Hòa Tân, Tân Hòa, Chợ Lớn, Nhà Bè và Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn. Theo đó, thời gian dự kiến gián đoạn nước sẽ từ 21 giờ ngày 4 tháng 3 đến 5 giờ ngày 5 tháng 3.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại 5 lô đất có ký hiệu R1, R2, R3, R4, R5 thuộc khu 38,4 hecta trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương chủ động phân công và phối hợp với các thành viên là đại diện các sở ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 3.790 căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4 hecta phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Những căn hộ sở hữu vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm sau nhiều năm hoàn thiện nhưng bị bỏ hoang xuống cấp buộc thành phố phải chi hàng chục tỷ đồng để bảo trì. Do đó, thành phố muốn đấu giá các căn hộ này.